Tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 4 theo giờ Việt Nam, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận tổng ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, tên chính thức là đại dịch COVID-19 là 59.247, tổng số ca nhiễm là 1.119.993, tổng ca chữa khỏi là 229.834. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 107, số ca nhiễm tăng 21.059. Hiện Ý là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 14.681 ca, theo sau là Tây Ban Nha 11.198, Mỹ 7.403, Pháp 6.507, Anh 3.605, Trung Quốc 3.326, Iran 3.294, Hà Lan 1.487, Đức 1.275, Bỉ 1.143. 10 nước có số ca nhiễm cao nhất: Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ trong ngày 3 tháng 4 nhiều kinh hoàng và không thể không gây xót xa. 1.320, con số tử vong một ngày cao nhất ở Mỹ kể từ đầu dịch, theo trang web thống kê Worldometer. Như vậy, tính tới khuya ngày 3 tháng 4, Mỹ đã mất 7.391 mạng sống vì COVID-19. Mỹ cũng có tới 32.088 ca nhiễm mới trong ngày 3 tháng 4, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 276.965 ca. Trong 1.320 người chết của nước này ngày 3 tháng 4, thì bang New York chiếm tới 680 người, 51%. Đây cũng là lượng người chết nhiều kỷ lục ở bang New York kể từ đầu dịch. Tính đến thời điểm này, bang New York đã mất 3.218 người vì COVID-19. Ngày 3 tháng 4, họp báo tại Nhà Trắng về tình hình COVID-19, Tổng thống Donald Trump cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC khuyến cáo người dân dùng khẩu trang vải, loại không chuyên dụng cho y tế để ngăn ngừa COVID-19. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump một lần nữa thể hiện sự không ủng hộ với việc ra sắc lệnh ở nhà trên toàn quốc. Trước đó, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm Mỹ cho thấy sự sốt ruột của ông về việc tại sao lệnh ở nhà không được ban hành cho tất cả các bang. Phần lớn các tiểu bang đã ban hành lệnh cho cư dân ở nhà, nhưng chính phủ liên bang vẫn chưa đưa ra lệnh bắt buộc người dân cả nước phải làm như vậy. Đêm 3 tháng 4, Thái Lan bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm toàn quốc chống COVID-19. Lệnh này cấm người dân ra khỏi nhà từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng hôm sau, có hiệu lực từ đêm 3 tháng 4 và chưa xác định ngày kết thúc. Đêm giới nghiêm đầu tiên, cảnh sát và binh sĩ đeo khẩu trang được triển khai ở hàng trăm chốt kiểm soát trên khắp nước. Cảnh sát, quân đội và lực lượng an ninh sẽ thiết lập 421 chốt kiểm soát trên toàn Thái Lan nhằm thực thi lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm không áp dụng cho những người vận chuyển đồ dùng y tế và các nhân viên y tế đi làm. Phó Thủ tướng Thái Lan ngày 3 tháng 4 cho việc mở rộng lệnh giới nghiêm sẽ phù hợp với thực tế của tình hình dịch COVID-19. Đồng thời ra thông báo cấm mọi cuộc tụ tập hay các hoạt động làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus hoặc lợi dụng người dân trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Những ai vi phạm sẽ đối mặt án tù 2 năm hoặc bị phạt tối đa 40.000 baht hoặc cả hai. Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan ngày 3 tháng 4 cho biết sẽ tạm thời cấm tất cả các chuyến bay chở khách hạ cánh tại nước này. Lệnh cấm có hiệu lực vào sáng ngày 4 tháng 4 và kéo dài tới hết ngày 6 tháng 4. Bất kỳ ai đi trên các chuyến bay cất cánh trước khi lệnh cấm có hiệu lực sẽ được yêu cầu cách ly 14 ngày sau khi đến Thái Lan. Các chuyên gia Nga xác nhận họ đã gặp phải một số vấn đề kỹ thuật dẫn đến sự sai lệch nghiêm trọng trong kết quả nghiên cứu bộ gen virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Báo China Morning Post ngày 4 tháng 4 đưa tin, trình tự gen do Nga công bố có 200 protein thay thế khác loại so với trình tự gen đầu tiên của virus này do các chuyên gia Trung Quốc công bố hồi đầu tháng 1. Theo đó, tốc độ đột biến của virus SARS-CoV-2 ở Nga cao hơn mức bình thường gấp 30 lần. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Smorodinsev, cơ quan thực hiện nghiên cứu trên cho biết đã rút lại trình tự gen ban đầu và cập nhật trình tự gen mới với chỉ 7 đột biến. Đây là cơ quan duy nhất ở Nga đã công bố một trình tự gen virus SARS-CoV-2. Trình tự gen này được công bố hôm 15 tháng 3 và được đăng tải lên cơ sở dữ liệu y khoa Tricept ngày 20 tháng 5.
Tính đến hết ngày 3 tháng 4, Bộ Y tế xác nhận nước này có 82.165 ca nhiễm COVID-19, trong đó 6.507 người đã tử vong. Cụ thể, đã có 64.338 ca nhiễm bệnh tại các bệnh viện, tăng 5.233 ca so với ngày 2 tháng 4. Tại các viện dưỡng lão, số ca nhiễm và nghi ngờ nhiễm bệnh tăng lên mức 17.827 ca. Về số ca tử vong, tổng hợp từ các bệnh viện là 5.091 người, tăng 588 người so với 24 giờ trước đó. Kiểm đếm sơ bộ từ các viện dưỡng lão cho thấy đã có 1.416 người tử vong vì COVID-19 tính đến ngày 3 tháng 4, tăng 535 người so với báo cáo ngày đầu tiên ngày 2 tháng 4 với 844 người. Theo Reuters, nếu có tổng hợp đầy đủ thì tổng người nhiễm COVID-19 tại Pháp có thể cao hơn cả Trung Quốc đại lục. Nếu đúng thế thì Pháp là nước có dịch nghiêm trọng thứ 5 thế giới sau Đức, Tây Ban Nha, Ý và Mỹ. Ngày 3 tháng 4, hàng chục ngàn cảnh sát và hiến binh quân đội Pháp đang được bố trí trên toàn quốc để bảo đảm duy trì tình trạng phong tỏa đất nước. Thời gian này, các lễ hội truyền thống của nước Pháp cho mùa phục sinh đã bắt đầu. Các trạm kiểm soát đang được thiết lập tại tất cả các đường cao tốc hay các đường lớn ra vào các thành phố. Các lực lượng có quyền yêu cầu người dân ra khỏi các thành phố phải ngay lập tức quay trở về nhà. Cụm từ đông lẫn tây nhắc đến trong những ngày này và đặc biệt là hôm qua ngày 3 tháng 4 là khẩu trang. Trước giờ, thậm chí mới vài ngày trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chủ trương chỉ người bệnh, người chăm sóc người bệnh, nhân viên y tế mới phải đeo khẩu trang, còn người bình thường thì không cần. Tuy nhiên, đến hôm qua ngày 3 tháng 4, tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp thuộc WHO, dù vẫn nói đối tượng ưu tiên đeo khẩu trang là nhân viên y tế, nhưng cũng đã khuyên người dân đeo khẩu trang tự làm, khẩu trang vải hay dùng các hình thức che mũi miệng để ngăn bị lây nhiễm. Theo ông Ryan, đeo khẩu trang sẽ là một phần trong chiến lược toàn diện chống COVID-19, cùng với các biện pháp rửa tay và giãn cách xã hội. Tại Mỹ, họp báo về COVID-19 ngày 3 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo người dân mang các loại khẩu trang không phải khẩu trang y tế khi đi ra nơi công cộng, dù mới là kêu gọi tự nguyện. Tại Singapore, từ hôm nay ngày 4 tháng 4, chính phủ sẽ phân phát khẩu trang có thể dùng lại đến mọi hộ gia đình, theo lời Thủ tướng Lý Hiển Long. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý vẫn nhấn mạnh người dân nên nhường khẩu trang y tế cho các lực lượng nhân viên y tế. Ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng nói đến cuối tháng này, chính phủ cũng sẽ khởi động chương trình phân phát khẩu trang có thể tái sử dụng cho dân. Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 2 khẩu trang. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.